quý vị, việc nhóm vũ trang Hezbollah công khai mạng lưới đường hầm chứa vũ khí của nhóm có thể là lời cảnh báo với Israel khi nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện giữa hai bên ngày càng rõ nét. Nhóm vũ trang Hezbollah Liban công khai các đường hầm chứa vũ khí của nhóm thông qua một video đăng ngày 23 tháng 8. Giới chuyên gia cho rằng động thái này là lời cảnh báo với Israel vì mạng lưới đường hầm có thể đóng vai trò quan trọng nếu hai bên nổ ra xung đột toàn diện. Theo hãng tin AFP, Hezbollah đã tham gia các vụ đụng độ thường xuyên với Israel nhằm thể hiện sự ủng hộ phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát dải Gaza, Palestine kể từ khi Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, từ đó dẫn đến cuộc chiến ở Gaza. Nguy cơ nổ ra một cuộc xung đột toàn diện ngày càng rõ nét sau khi Iran và Hezbollah tuyên bố sẽ trả đũa vụ thủ lĩnh chính trị Hamas, ông Ismail Haniyeh bị ám sát tại Tehran, Iran hồi cuối tháng 7, và trận không kích của Israel giết chết chỉ huy cấp cao của Hezbollah, ông Fuad Shukr, ở phía nam Beirut, Liban. Video dài 4 phút rưỡi của Hezbollah có tựa "Những ngọn núi là kho tàng của chúng tôi", cho thấy cả hệ thống đường hầm đủ lớn để chứa cả đoàn xe tải. Một số xe tải dường như vận chuyển tên lửa và bệ phóng thông qua đường hầm được xác định là Imad 4, được đặt theo tên chỉ huy cấp cao Imad Mugiyeh của Hezbollah. Người này đã thiệt mạng trong vụ đánh bom xe ở thủ đô Damascus, Syria vào năm 2008 và Israel bị cáo buộc là thủ phạm. Chuyên gia pháp y Hani Farid tại Đại học California, Mỹ nhận định video trên dường như không phải là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo AI. Nhưng ông cũng nói thêm một số phần của video có thể được tạo ra bằng công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính. Chuẩn tướng đã nghỉ hưu người Liban, ông Muni Sehadet đánh giá rằng video cho thấy hệ thống đường hầm của Hezbollah sâu như thế nào, lớn như thế nào, phức tạp như thế nào và khó khăn như thế nào, thậm chí còn không thể tiếp cận được. Ông Nicholas Blanford, chuyên gia về Hezbollah tại Beirut và thành viên cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương Mỹ cho rằng video tiết lộ đường hầm chứa vũ khí ngày 23 tháng 8 của Hezbollah cho thấy các đường hầm và bệ phóng tên lửa có thể là lời cảnh báo gửi tới Israel. Iran, quốc gia hậu thuẫn của Hezbollah cũng đã xây dựng các hệ thống đường hầm tương tự. Trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Iran tại Liban hôm 23 tháng 8 cho biết Iran gọi những cơ sở tên lửa ngầm của mình là thành phố tên lửa và chúng hiện diện khắp Iran, cho phép lực lượng Iran tấn công đối phương từ bất kỳ đâu trong nước. Đoạn video của Hezbollah dường như cũng muốn nhấn mạnh rằng những thành phố tên lửa tương tự cũng tồn tại ở miền nam Liban, khu vực Hezbollah hiện diện mạnh mẽ, cùng với miền đông Liban, theo hãng tin mơ của Iran vào hôm 24 tháng 8. Nhà phân tích quân sự Hisham Jaber, tướng về hưu của Liban nói rằng có rất ít thông tin về mạng lưới đường hầm và bong ke tối mật của Hezbollah được tiết lộ. Trong một khu phức hợp du lịch của Hezbollah ở thành phố Melita, thuộc miền nam Liban, được khánh thành vào năm 2010, có một đường hầm dài 200 mét thuộc sở hữu của nhóm vũ trang này đã được trưng bày. Cơ sở Imad 4 có thể là một trong hàng chục cơ sở như vậy, ông Jaber nói, thêm rằng địa hình núi non và đỉnh đồi ở miền nam Liban là nơi lý tưởng để xây dựng các cơ sở trên và những cơ sở này được bảo vệ vì chúng nằm ở trung tâm ngọn núi. Ông Jaber nhấn mạnh, các máy bay chiến đấu không thể tiếp cận những cơ sở này và các chiến binh có thể hoạt động trong đường hầm được trang bị đầy đủ trong nhiều tháng. Israel có thể tiếp tục phá hủy Liban trong nhiều tháng nhưng không bao giờ tiếp cận được các bong ke trên, ông Jaber nói thêm. Bà Ona Mizrahi, chuyên gia về Hezbollah tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở tại thành phố Tel Aviv, Israel nói rằng Israel từ lâu đã biết về sự tồn tại của những cơ sở ngầm và cũng đã có kinh nghiệm trong việc đối phó các đường hầm của lực lượng Hamas tại Gaza. Chuyên gia Blanford tin rằng mạng lưới đường hầm của Hezbollah bắt đầu được xây dựng vào giữa những năm 1980 khi quân đội Israel rút khỏi hầu hết lãnh thổ Liban. Ông Blanford nói, từ lâu người ta đã biết rằng Hezbollah có mạng lưới đường hầm rộng lớn được sử dụng để cất trữ đạn dược và bệ phóng tên lửa tầm thấp. Các đường hầm mới cũng được xây dựng vào đầu những năm 2000, tương tự đường hầm ở thành phố Melita, được thiết kế cho mục đích một nhóm nhỏ các chiến binh nghỉ ngơi và ăn uống, ông Blanford lưu ý. Ông Daniel Meyer, người đứng đầu chương trình đào tạo sau Đại học về Trung Đông, tại Viện Nghiên cứu Chính trị Sciences Po Grenoble Pháp cho biết, việc Hezbollah sử dụng đường hầm trong cuộc chiến tranh với Israel năm 2006, đặc biệt là ở thị trấn biên giới Bin Jebel, đã tạo ra áp lực lớn lên Israel, bất chấp nước này có ưu thế trên không. Sau đó, Hezbollah bắt đầu xây dựng thêm các cơ sở ngầm và đường hầm phức tạp. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban leo thang nghiêm trọng, cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để tránh nguy cơ xung đột lan rộng. Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelati và người đồng cấp Nhật Bản Yoko Kamikawa đã nhất trí trong cuộc họp vào ngày 25 tháng 8 về sự cần thiết phải ngăn cản căng thẳng leo thang trên mặt trận Liban để tránh cuộc chiến tranh toàn diện ở khu vực.
Trong cuộc hội đàm, ngoại trưởng hai nước đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các nỗ lực chung, phối hợp với các đối tác quốc tế và khu vực nhằm ngăn ngừa cuộc xung đột rộng lớn hơn, có nguy cơ đe dọa an ninh và sự ổn định tại Trung Đông. Ngoài ra, hai bên kêu gọi thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza, đảm bảo việc thả con tin và tù nhân, cũng như việc tiếp cận một cách vô điều kiện hàng viện trợ nhân đạo và vật tư y tế để giảm bớt đau khổ cho người dân Palestine. Đây là cuộc gặp thứ hai tại Tokyo, Nhật Bản trong 48 giờ giữa ông Abdelati và bà Kamikawa bên lề Hội nghị quốc tế Tokyo về phát triển châu Phi cấp bộ trưởng. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ai Cập, việc tổ chức cuộc hội đàm lần thứ hai giữa hai ngoại trưởng phản ánh mối quan tâm trong việc tham vấn và phối hợp giữa Nhật Bản và Ai Cập, quốc gia đã đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải để ngăn căng thẳng leo thang ở Trung Đông ngay từ đầu. Cuộc gặp cũng cho thấy rõ cam kết của Nhật Bản trong việc ngăn chặn leo thang trong khu vực và đạt được hòa bình. Trả lời phỏng vấn báo chí trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Đông, tướng Brown, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định, mục tiêu của ông là cùng các đối tác khu vực đạt nhất trí về những bước đi cần thiết để ngăn chặn sự leo thang căng thẳng và nguy cơ xung đột lan rộng. Ông cho biết sẽ thảo luận với các tư lĩnh Israel về kế hoạch phản ứng của quân đội Israel trước nguy cơ Iran tấn công trong thời gian tới. Tướng Brown ngày 23 tháng 8 đã tới Jordani và bắt đầu chuyến công du không thông báo trước tại Trung Đông. Ngày 24 tháng 8, ông Brown đến Ai Cập để tiếp kiến Tổng thống Abdel Fattah el-Sisi và trao đổi với các tướng lĩnh quân đội sở tại về triển vọng xung đột tại Gaza. Ngày 25 tháng 8, ông Brown đã đến Israel và đã có các cuộc làm việc với các quan chức cao cấp nước chủ nhà. Trong khi đó, người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki cho hay, Tổng thống Joe Biden và các quan chức chính quyền Mỹ đang theo dõi sát diễn biến tại biên giới Liban, cũng như liên lạc thường xuyên với các đối tác Israel để hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng. Tương tự, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ ngày 25 tháng 8 đã ra thông báo bày tỏ lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Trên mạng xã hội X, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi tất cả các bên ưu tiên đối thoại và kiềm chế các hành động leo thang hơn nữa. Thụy Sĩ cũng kêu gọi các bên liên quan tham gia đàm phán ngừng bắn tại giải Gaza. Trước đó, máy bay chiến đấu của Israel đã tiến hành hơn 40 cuộc không kích vào các vị trí của lực lượng Hezbollah ở miền nam Liban. Đây là cuộc tấn công nghiêm trọng nhất kể từ khi xảy ra xung đột giữa phong trào Hamas và Israel. Quân đội Israel tuyên bố rằng các cuộc tấn công này nhằm ngăn chặn một loạt tên lửa của Hezbollah. Cùng ngày, nhóm Hezbollah cho biết đã phóng hàng trăm tên lửa vào sâu trong lãnh thổ Israel. Đây được cho là giai đoạn đầu tiên trong phản ứng của tổ chức này với vụ ám sát chỉ huy cấp cao Fuad Shukr vào tháng trước. Căng thẳng leo thang diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Israel và Hamas tại giải Gaza khiến hơn 40.300 người Palestine thiệt mạng. Chiến dịch quân sự đã biến phần lớn lãnh thổ của Palestine thành đống đổ nát và khiến nhiều người dân trở thành người vô gia cư, đói khát và dễ mắc bệnh. Lo ngại an ninh sau cuộc xung đột mới nhất giữa Israel và Hezbollah, hãng hàng không British Airways ngày 25 tháng 8 thông báo sẽ đình chỉ các chuyến bay đến và đi từ Tel Aviv đến ngày 28 tháng 8 tới. Người phát ngôn của British Airways nêu rõ, hãng tiếp tục theo dõi tình hình tại Trung Đông và nhấn mạnh sự an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của hãng. Các nhân viên của British Airways đang liên hệ với khách hàng để thông báo về các lựa chọn chuyến bay. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Những thông tin mới nhất liên quan đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Chân thành cảm ơn sự theo dõi và đồng hành của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.